cũng sẽ ăn nữa. Bây giờ là đi check in giấy tờ của cô chú anh chị để chị Hồng Loan và chị Ni bay ra Hà Nội. Rồi Hậu Nhân. Hậu Nhân đâu rồi? Cầm cái áo này để Hậu quên nè Hậu Nhân. Áo em nè. Bên kia chị đi, chị Loan. Chị Loan mới vừa ngủ thức dậy cả nha. Ai yêu thương nè, ai yêu thương thay thế được rồi, cảm ơn. Chia sẻ. Chị Loan thấy cái đường này nói những lời tổn thương. Chưa, cả nhà. Ai thay thế Ni được thì thay thế đi. Xin hãy thay thế vị trí đi để Ni có thời gian vào thăm gia đình. Hôm nay là chị Hồng Loan nghỉ rất là sớm rồi đó. Bữa nay mở cửa hàng sớm à. Vô đây. Chị ơi, em chỉ hôm mình chụp một tấm hình đi ta. Anh chỉ cảnh. Chụp tấm hình đi. Kỷ niệm thức sáng đêm. Đây, anh Nguyên người ta nhà Loan. Qua ly chị Loan đâu? À. Qua ly Loan để Loan đi trong qua ly dùng con cái. Không dùng cái từ mẹ mẹ đó là vàng 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 video nha. À. Mình dạ chào chị. Hai chị đi chơi thật vui vẻ. Đi vui vẻ nha chị. Hẹn ngày gặp lại. Đúng rồi, vô căn ký căn đồ thôi, vô căn đồ thôi. Ủa có hai cái vali thôi hả? Hơi bị dài nha. Thấy không? Bây giờ là đã sáng rồi cả nhà. Rồi nhìn cả nhà nhìn đồng hồ đi. Đó 4 năm giờ sáng rồi. Ủa mình không có check in điện tử được thứ hai luôn nè. Thức rồi thấy không? Đó 4 giờ sáng rồi. Thức tới bây giờ luôn á. Thì cũng phải rất là gian nan nha. Qua kiểm tra an ninh nữa. Đó, cô chú anh chị ơi, chị Ni và chị Loan đã vào bên trong và chuẩn bị bay đi Hà Nội nha cả nhà. Đây là hãng Việt Nam Airlines đang chờ ship hàng, một hàng rất là dài không cô chú anh chị. Ship cái hàng này dài này chắc cũng phải 15-20 phút gì luôn. Đi vào đây căn hành lý rồi sau đó thì sẽ đi lên chờ ra máy bay. Đó. Hai chị bắt đầu đi rồi nè cả nhà. Phải nói là ngày hôm nay thì chị Loan đi rất là sớm ha, 10 giờ là đã có mặt rồi. 10 giờ là đã có mặt đón chị Ni bay từ Mã Lai qua. Rồi sau đó thì mọi người ngồi nói chuyện tâm sự suốt một đêm luôn của chú anh chị. Bây giờ thì 4 giờ kém ha, 4 giờ kém 10 mấy phút á thì bắt đầu lại vô đây để ship hàng chờ check in
căn hành lý rồi lên máy bay bay ra Hà Nội. Hy vọng là chuyến đi Hà Nội này thì mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi, may mắn đến với chị Hồng Loan. Cô chú anh chị mình yêu thương chị Hồng Loan, ủng hộ chị Ni thì mà cả nhà mình hãy bấm like, chia sẻ, cả nhà chia sẻ rộng rãi cái video này và lan tỏa cái video này để ủng hộ chị Hồng Ni, không cô chú anh chị Hồng Ni, Hồng Loan. Ngày hôm nay thì mấy anh em ra đây để đón chị Ni từ Mã Lai bay vào. Chị Loan thì nằm ngủ đó nha, nằm ngủ vì quá mệt. Tới khoảng 1-2 giờ gì đó thì vì quá mệt mỏi nên chị Loan nằm trên ghế ngủ, ngủ cho giống như chập mắt cho nó khỏe thôi. Còn chị Ni thì coi như là thức sáng đêm nay chung với mấy anh em luôn để ngồi tâm sự trò chuyện và cũng như là chia sẻ hết, nói hết những gì mà từ trước tới giờ phía bên đối lập họ nói bên mình thì chị Ni đã chia sẻ hết và cũng như là lên tiếng cảnh cáo có những lá đơn trong tương lai thì sẽ có những cái lá đơn kỳ này thì mì gói mì sụm gì đó cả nhà thì sẽ chắc chắn là có những cái lá đơn ha. Và nó là thương chị Ni cả nhà, vừa mới bay một chuyến bay dài từ Malaysia qua Việt Nam và bây giờ phải thức sáng đêm rồi bắt đầu bay ra Hà Nội nữa. Và nó là tình cảm, nếu mà không yêu thương chị Hồng Loan thì không có tình cảm nào mà được gọi là được như vậy luôn cô chú anh chị. Phải có yêu thương thì mới có thể có những cái vấn đề này, yêu thương như vậy mới xảy ra được, đúng không cô chú anh chị? Mấy anh đang làm như vậy quay gì à? Cái gì? Nó thấy tên của Loan Mini 8 giờ xuống máy bay đó à? 8 giờ anh thấy ngồi ghế số mấy không? Đi không? Không, chắc em đu cánh quá. Đu cánh được. Tính tính là Ni thì đu cánh, còn Loan thì sẽ đu càng nhá. Anh tăng đu động cơ. 5 giờ kìa, 5 giờ đó. Nói chung là vui mọi người, 5 giờ kìa, 5 giờ kìa, 5 giờ. Chắc là đông rồi cả nhà. Đêm nay là một đêm không ngủ vì yêu thương, vì bảo vệ chị Hồng Loan cũng như là chị Ni. Ra đây thì cũng phải nói là một đêm không ngủ thì không vẫn vui nha cả nhà. Đó. Coi như là hôm nay là thức sáng đi để quay những chia sẻ, những hình ảnh này cho gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Chị Ni thì không ngủ ha, còn chị Loan thì chập mắt được một chút xíu. Nói là quá thương với chị luôn. Trong một chuyến đi này bay ra Hà Nội thì hy vọng là mọi điều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Bác Năm sẽ phù hộ cho chị trên mọi nẻo đường, trên mọi chuyến bay. Cái cục liền à? Sáng như lên tí nữa là cái còn cái gói thúi, cái gói thúi. Sắp một hàng dài luôn rồi chú anh chị ạ. Đây. Đây là hãng hàng không ha. Ở đây là Vietnam Airlines, Jetstar, nó Bamboo rất là nhiều của chú anh chị. Bây giờ là bắt đầu mọi người đi xách hành lý vào để check in và lên máy bay. Rất là đông của chú anh chị ha. Đây là mấy anh em YouTube nè. Đó, đông không? Tối nay là ngủ không ngủ hả cả nhà, một đêm không ngủ. Đó. Đây nè, cả nhà biết kênh YouTube nào không cả nhà? Chắc có lẽ là quá quen thuộc đúng không? Đây nè, để phỏng vấn anh Chí Cảnh coi. Hello anh Chí Cảnh. Đêm nay thì có lẽ là một đêm không ngủ đối với anh cũng như là mọi anh em ha. Thì anh thấy không ngủ nhưng mà anh thấy vui hay là anh thấy có cảm nghĩ gì chia sẻ với mọi người coi. Khi đứng đây đưa tiễn chị Hồng Loan và chị Ni đi ra Hà Nội đúng không? Đó, đi ra Hà Nội. Chí Cảnh mặc dù là thức nguyên đêm để mà gặp gỡ chị Ni nhưng mà Chí Cảnh cảm thấy rất là vui bởi vì chị Ni đã từ Malaysia về Việt Nam rất là an toàn và đồng thời thì khi mà gặp chị Ni á, bữa giờ chị Ni ra đi thì bữa giờ chị Ni đi qua bên Malaysia thì Chí Cảnh đàn con đã bị ăn hiếp rất là nhiều cho nên bây giờ là mẹ về rồi thì mẹ sẽ vang tay
bảo vệ đàn con nha cô chú. Cảm ơn anh Chí Cảnh chia sẻ nha. À, anh Chí Cảnh cũng có những cái phút giây chia sẻ hay cả nhà, nói là rất là vui, mấy anh em vui hơn cả nhà, phỏng vấn nhau để tạo một cái không khí. Đâu chị Ni đâu rồi, giống như chị Ni không nỡ bỏ đàn con nha. Cứ đi nhìn lại hoài. À, đây là mấy cô chú anh chị đang xếp hàng, một hàng rất là dài luôn. Ở phía đây là đi vô nữa nè cả nhà, ở ngoài bắt đầu đi vô nữa nè, rất là đông ha. Bây giờ mình sẽ đi qua góc bên đây để có thể thấy rõ hơn. Ủa sao hồi nãy á? Ở ngoài này có check-in đơn mua vé hả ta? Đây. Chị này chị lon vô nè cả nhà, thấy lùi thổi không? Thấy nghe thấy thương không? Con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đây mấy chị hãng hàng không Việt Nam Airlines rất là đẹp trong trang phục màu xanh. Đó. Lối vào gửi hành lý cho khách đã làm thủ tục qua mạng. Khu vực để xe đẩy hành lý tiếng Anh là Lusugu, Lusubu, Chonler, Ager. Xin đi. Ở đây nó mát quá hả? Tại vì nó không phải là quạt gió mà là máy lạnh. À thấy gì mà cũng nhanh ha. Hồi nãy em ước tính là khoảng tiếng đồng hồ á, nhưng mà khoảng mấy phút thôi. Một hàng dài luôn của chú anh chị ơi. Không mà hôm nãy con chui này. Đây, cô chú anh chị chuẩn bị vào để căng hành lý ha, kiểm tra giấy tờ, check-in giấy tờ, kiểm tra và căng hành lý. Rồi. Cái này gọi là hộ tống lên tới máy bay luôn cô chú anh chị. Tụi em đưa ra tới máy bay, quay máy bay cho cứ lên máy bay quay luôn. Được lên máy bay không ta? Mình đâu có được phép đi. Phải nói là tình cảm chị em quá tuyệt vời. Xóa tan nghi ngờ là Hồng Loan không đi gặp mặt em. Đúng rồi. Qua video này sẽ xóa tan nghi ngờ. Mà xóa tan màn đêm. Thức cả đêm. Em vô bên trong em mới phải bay đêm ra đón em quay em. Đó, là nhà đang tiếp nhau. Check in bằng giấy điện tử hả? À, như em thấy chị Loan đem mì gói theo hay sao? Sợ ngoại không có vàng nữa đem mì gói theo cái gì quá trời. Mấy cái cảnh này nói chung là mình đi chiến để quay cho cả nhà coi nha. Khi cả nhà nói là vui sướng gì bên mẹ con nó hành xuống gì đó. 4 giờ 6 phút rồi cô chú anh chị. Giờ là 4 giờ 6 phút nữa. Tôi ký chị Nhi ơi. Hình như là chuyển qua cho chị Hồng Loan bớt. Chuyển qua cho chị Hồng Loan bớt nè.
Bên chị này nhiều quá. Bây giờ mới là sáng rồi đó. Quên một khẩu bao nhiêu? 59. Dơ ký hả? Dơ ký hả chị? Cái mặt khẩu số mấy nhỉ? Mặt khẩu, mặt khẩu. Mà mấy ngày mặt khẩu cũng mới đi. Đi vô để giải quyết cái vấn đề mà không phải là mở mật khẩu ra để chuyển đồ qua bên vali của chị Long bớt ha. Nguyên Nguyên rất là thành thạo nha, chơi cái hai mũ luôn. Đó là Nguyên, đó là đây là sự cố không mong muốn của mọi người. Các anh ghi chuyến bay vào đây. Anh có đi máy bay không? Đây cô chú anh chị ơi. Ngày 6 hả chị? Ngày 6 chị về Nam chị đi tiếp. Dạ, rồi. Chúc chị Ni với lại chị Loan đi vui vẻ nha. Thành công may mắn thuận lợi nha. Rồi, 2 giờ chậm giờ đi cũng tới giờ nữa. Bye bye. Rồi em đi luôn nha anh Nguyên á. Dạ dạ em đi luôn à. Cả hai em lên chung chứ. Đi lên. Đi lên luôn. Được, lát đi xuống gì đâu. À, mình tới cổng an ninh cái mình xuống thôi, gì đâu sợ. Mình đưa chị Ni với chị Loan tới nơi luôn cả nhà. À. Rồi, tạm biệt hai chị nha. Dạ, chào chị Loan. Dạ. Giống như một cái mê cung luôn á.